hôm nay là ngày 14 Tây tháng 5 2023. Thì chị là Phương Linh Mỹ Tho, thì chị thấy cái bài đăng của em Tàu Phúc Điền á, ở bên Mỹ Tho đó ha, đăng cái hoàn cảnh của em là con của em là bị phỏng hả? Làm sao vậy? Bị làm sao phỏng? Chơi cồn phỏng. Hả? Chơi phật, chơi cồn. Cồn sao chơi? À, không biết, tại lúc đó là vừa đi bắt gà như vậy nè, đặc biệt cũng đi rồi cái là bé ở nhà mới chơi sao không biết luôn. Cái mới luyện cồn vô á. Tại con chỉ nghe là mấy người ở xóm là kể là hầu chứ con cũng không có trực tiếp chứng kiến nữa. Rồi con mới về là điện con về. Là anh vợ con điện nói anh ơi con bị phỏng. Cái này mình địa chỉ mình ở đây là ở đâu? Dạ, ấp Thới Thạnh. Ấp Thới Thạnh hả? Xã Thới Sơn. Xã Thới Sơn ha. Rồi bây giờ chị Linh xin đại diện ha, là em Tâm My Nguyễn gửi cho em 10kg gạo. Đây là 500 ngàn của dì An L. Dì An L thông qua dì Dung tiệm thuốc bắc Tâm Dân á, gửi em 500 ngàn. Rồi 200 ngàn của chị Mỹ Bình. Chị Mỹ Bình gửi cho em 200 ngàn là Linh đã hoàn thành nhiệm vụ trao yêu thương cho hoàn cảnh này là 700 ngàn với 10kg gạo. Ha. Rồi hôm nay Linh đi thì có em này. Hương tính gì? Em Như Nguyễn. À, đây bạn mặc áo xanh đó, chị Năm. Với Mỹ Phượng, Mỹ Phượng chở qua đây giùm. Này cái ngày nhà này nhà của mình hả? Nhà của ba mẹ. Dạ hả? Rồi ba mẹ con anh em đông không? Dạ, con mình nói đó. Dạ hả? Dạ. Tại vì anh con với chị, anh con mới chết rồi, cách đây khoảng 4 năm bị xe đụng. Dạ hả? Vì anh đã chết này 4 năm rồi. Rồi thôi Linh cảm ơn rất là nhiều hai đứa bé này, thì bây giờ về á thì Linh sẽ xin cái hình ảnh của Tàu Phúc Điền á, Linh gửi qua ha, tại vì giờ em bé đang nằm ở bệnh viện ha. Rồi cái số điện thoại của cưng số mấy? 0789609438. Rồi đó là số điện thoại của em. Còn hả, nếu mà ai mà bạn nào mà muốn giúp đỡ hoàn cảnh này á, thì Linh tiếp tục nhận, thì số điện thoại của Linh là 0828881055. Ha, Linh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây mình Phương Linh Mỹ Tho nón kết màu hồng. Tại vì mình mất Facebook nhiều quá thì cho nên mình nói rõ vậy cho nó dễ ha. Rồi hai Linh bye bye.